Trở lại với chương trình tin tức, sau đây là những bản tin cuối thưa quý vị. Một nghi can đã kích nổ một quả bom nhỏ bên trong Sam's Club ở thành phố Ontario vào chiều hôm qua, khiến cho toàn bộ nơi này phải di tản. Hugo Gonzalez, 49 tuổi, cư dân của vùng Fontana, đã bị bắt giữ sau một cuộc truy đuổi ngắn. Nhà chức trách tin rằng anh này hành động một mình và hiện nay vẫn chưa rõ động cơ. Cảnh sát vào khoảng 3 giờ 40 phút chiều hôm qua có mặt ở tại Sam's Club số 951 ở trên đường North Milken Avenue, khi nhận được tường trình về tiếng nổ bên trong chợ. Ở tại hiện trường thì cảnh sát phát giác ra một thiết bị gây nổ. May mắn là không có thiệt hại về tài sản hay là nhân mạng. Khám xét xe của nghi can, cảnh sát phát giác vật liệu chế tạo bom tương đương như quả bom nổ ở trong chợ. Cảnh sát cũng khám xét căn chung cư ở tại 16.500 đường Euro Boulevard Fontana, được cho là có liên quan tới người đàn ông này. Cuộc điều tra hiện nay vẫn còn đang tiếp diễn. Cảnh sát thành phố Fremont, miền Bắc California vào tối ngày 5 tháng 4 đã nổ súng bắn chết một kẻ bị truy nã có mang theo vũ khí. Sở cảnh sát Fremont ra thông báo cho biết, các cảnh sát chìm của cơ quan này đã xác định được vị trí của nghi can bị truy nã nói trên khi y đang lái xe trên đường. Nghi can sau đó chạy về hướng một trạm xăng, rút súng và nã đạn về phía cảnh sát. Tuy nhiên, ngay sau đó nghi can này đã bị cảnh sát bắn chết. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu được một khẩu súng cùng nhiều vỏ đạn. Và cũng theo thông báo của cảnh sát, thì kẻ tình nghi nói trên đang bị truy nã với hai cáo buộc sở hữu trái phép súng đạn và phạm tội trong thời gian bị quản thúc. Đây là vụ nổ súng lần thứ hai chỉ chưa đầy 3 ngày qua tại khu vực vịnh San Francisco, sau khi một phụ nữ nổ súng khiến 3 người bị thương tại công ty YouTube. Phụ nữ 38 tuổi này đã tự sát tại hiện trường. Hàng trăm nhân viên công lực địa phương cũng như là chính quyền liên bang mới đây đã tịch thu được khoảng 100 căn nhà ở vùng Bắc California, được mua bằng tiền gửi từ một tổ chức tội phạm Trung Quốc sang Hoa Kỳ và được sử dụng để trồng bất hợp pháp một số lượng cần sa lớn lao. Cuộc bố giáp này là kết quả của một cuộc điều tra đã kéo dài nhiều tháng, nhắm vào hàng chục công dân Trung Quốc từng mua nhà ở tại 7 quận ở vùng Bắc California. Theo biện lý McGregor Scott, phần lớn những người đứng tên mua các căn nhà này hiện nay ở nước Mỹ một cách bất hợp pháp và không bị bắt giữ. Trong lúc giới hữu trách tiếp tục điều tra, xem họ có bị nợ nần và bị ép mua nhà dùm cho băng đảng này hay không. Phần lớn thì số lượng cần sa sản xuất được gửi đi Georgia, Illinois, New York, Ohio và Pennsylvania, đi qua các trung tâm phân phối ở tại các thành phố như Atlanta, Chicago và New York. Về việc dùng cần sa hiện nay được coi là hợp pháp ở California, nhưng nếu trồng thì phải xin giấy phép và không được trở ra ngoài tiểu bang. Cần sa vẫn còn bị chính phủ liên bang Hoa Kỳ coi là ma túy. Các căn nhà dùng trồng lén lút cần sa ngày càng thấy nhiều ở vùng sâu trong nội địa của tiểu bang California, nơi giới hữu trách vừa mở cuộc bố giáp. Nhiều căn nhà trong số này được biết là do thành phần băng đảng gốc Hoa ở vùng vịnh San Francisco làm chủ và đã hoạt động từ khoảng sau năm 2000 cho đến nay. Theo tin từ cơ quan đo đạc địa chất Hoa Kỳ USGS, thì một trận động đất đã đo được ở mức 5.3 độ Richter đã xảy ra vào trưa ngày hôm qua gần Channel Islands, ngoài khơi thành phố Los Angeles. Theo Los Angeles Times, đây là trận động đất ở mức cao nhất tại vùng Nam California từ mấy năm qua. Trận động đất xảy ra vào lúc khoảng 12 giờ 30 phút trưa, với tâm điểm nằm về phía nam đảo Santa Cruz. Ảnh hưởng địa chấn được cảm thấy tới tận Bakersfield, Palmdale và thành phố Orange. Sở cảnh sát Los Angeles cho hay không nhận được báo cáo thiệt hại nào. Sở cứu hỏa Los Angeles cho biết là họ đã có lệnh báo động toàn diện và đưa nhân sự đi thanh tra các hệ thống hạ tầng cơ sở. Giám đốc trung tâm địa chấn Southern California Earthquake Center, các trụ sở đặt tại trường USC, ông John Vidal nói rằng hệ thống báo động đã vang lên khoảng 10 giây trước khi họ cảm thấy mặt đất rung chuyển. Hệ thống này do cơ quan USGS thiết lập và hiện chỉ mới trong giai đoạn sơ khởi. Và vừa rồi là các bản tin chính trong ngày của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin kính chúc quý vị một buổi tối an bình. Trân trọng kính chào.